Hello các bạn, thì nếu như các bạn đã để ý thì hôm nay mình đã trở lại với bộ dạng khá là anime. Và như các bạn có thể thấy thì đây chính là góc nhìn của mình. Đúng rồi đó, mình không thấy con mẹ gì hết. Ok, và quay lại với chủ đề chính. Thì hôm nay mình cảm thấy Bloodfoot có nhiều người chơi mới phải chuyển ra, nên là mình sẽ quyết định là làm một cái video để chỉ các bạn về những thứ mà các bạn có thể làm ở C2 trong Bloodfoot. Và để tăng tỷ lệ random match của xịn thì các bạn hãy kéo xuống dưới và bấm nút like và đăng ký cho mình nha. Vì cơ mình sắp đạt 240 người đăng ký, nên là mình sẽ quyết định tặng các bạn Mochi và Leo Bá trình diễn vào 1 giờ chiều ngày chủ nhật. Nên là các bạn hãy bấm nút đăng ký và bật cái chuông thông báo và like video này để có thể tham gia nhận trái quỷ trình diễn nha. Nếu như các bạn muốn mua robot hoặc đơn giản là chỉ cần add Bloodfoot để chơi, thì các bạn hãy ghé ngay shop add của shop.robot.com chỉ với giá từ 25 tới 100k, là bạn có thể sở hữu được một add siêu vip với khá nhiều trái quỷ xịn. Vậy còn chờ chờ gì nữa mà không ghé ngay robot.com để mua add đi nào. Hello mọi người, mình là Crazy Lion đây. Tự nhiên hôm nay mình mới nhận ra một điều là từ trước tới giờ mình toàn chỉ các bạn là những điều không nên làm trong Bloodfoot. Vì rồi gốc cổ các bạn phải cài gì trong Bloodfoot đúng không? Ok, nên là hôm nay mình sẽ chỉ các bạn ha. Còn bên nào đã qua C3 rồi thì coi hết cái video này coi là đúng hay không nha, và cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm với những bạn mới chơi đó hả. Hello, và nếu như các bạn kéo xuống và like video này của mình thì tỷ lệ ra được trái quỷ xịn của các bạn sẽ tăng lên rất là cao. Yo, thì đối với cái điều đầu tiên ha, đó chính là các bạn có thể tìm được trái quỷ xịn và thích hợp để đi farm. Mà cụ thể ở đây đó chính là trái của mình ha, một trong những trái farm ngon nhất trong Bloodfoot hiện tại. Cái âm thanh kỳ quái đó chắc chắn không phải do mình làm nha. Và lý do tại sao mình nói trái của mình ngon hả, thì các bạn xem điều này nè. What, cái tầm đánh của nó khá là xa ha, nên là chắc chắn con quái nó không thể nào mà gây sát thương lên cho bạn được rồi. Và đương nhiên thì không phải ai cũng có may mắn nó có thể sở hữu được trái hồn mình đúng không? Yes, sure, chắc chắn là như vậy rồi. Nên mình có tặng trái quỷ dinh diễn, và mỗi chủ nhật cuối tuần nếu như các bạn bấm nút đăng ký vào cái chuông thông báo cho mình thì các bạn đã có thể tham gia được sự kiện này đó. Và ngoài ra thì mình nghĩ thì các bạn có thể sử dụng trái Magu hoặc là trái Lai để có thể farm, mặc dù nó không nhanh như trái hồn mình nhưng mà có dễ hơn không đúng không? Hello các bạn, thì đến với cái thứ hai, đó chính là các bạn có thể thức tỉnh trái quỷ của các bạn lên V2. Và điều đó nghe khá là pro đúng không? Không những khiến các bạn trở nên mạnh hơn mà còn khiến các bạn trở nên đẹp trai hơn nữa. Tin mình đi, human V2 lúc nào cũng tốt hơn human V1 hết, tại vì nó bự hơn mà. Thì để mà thức tỉnh được trái quỷ V2 á, các bạn phải nhập code để đi vô được cái căn phòng bí mật ha. Thì cái code đó chính là đỏ, xanh, xanh, xanh. Ý mình là không cái xanh lá cây nữa nha. Nhưng mà để dễ nhớ hơn thì các bạn hãy nhớ là 1 nè, 3, 2, 3. Rồi sau đó thì các bạn bấm theo thứ tự từ trái qua phải là ok. Quá đơn giản đúng không? Thì sau khi nhập code đó thì nó sẽ mở cái cửa bí ẩn cho các bạn đi vô ha. Đối với các bạn đang ở C2 á thì các bạn cần phải leo cầu thang lên ha. Nhưng mà mình ở C3 mà. Một chiêu thôi, tới đỉnh luôn. Ý gì? Ây da. Thì sau khi lên được đây rồi thì các bạn hãy nói chuyện với NPC này. Và sau đó thì lựa cái chip mà các bạn cần phải đi red. Nhưng mà ở đây thì mình đang xài chiếc human nên mình sẽ mua cái red human ha. Cái red khó nhất thế giới luôn, chỉ sau mỗi Mochi thôi. Sau đó thì các bạn chui dưới cục màu xanh này và bấm vô cái nút là ok. Thì nói chung mấy cái red này cũng đơn giản thôi, các bạn chỉ cần đánh bại con boss là ok. Còn mình thì không thể rồi đó. What the fuck, đây là con quái vật chứ con boss gì? Mình khuyên á là các bạn nên đi raid từ 3 đến 4 người đi nha, chứ không thì cay đỏ gì. Vô đến với cái thứ ba này cũng khá là quan trọng ha. Thì cái món đồ này nó sẽ nằm ở cái đảo băng ở chỗ này. Đặc điểm nhân dạng ở chỗ này là có mấy cái nhà đó. Ừ đúng rồi đó, mình hết biết rồi. Thì cái món đồ đó chính là Superhuman. Nghe thôi là các bạn cũng cảm thấy được cái sự xịn sò của nó đúng không? Đương nhiên rồi, đây là cái món đồ mà các game thủ ưa thích nhất kể cả C3 luôn. Thật sự thì ở C3 các thanh niên PvP pro rất là hay xài cái Superhuman này luôn. Và bởi vì các bạn biết đó, cái món đồ này rất là xịn. Nó là để lấy được nó thì cực kỳ khó luôn. Để lấy được cái Superhuman đó thì các bạn cần phải có 300 mastery trên tất cả loại vỏ. Và quan trọng hơn đó chính là 3 triệu Belly. Thì đối với một bạn C2 thì 3 triệu Belly là quá là nhiều luôn á đúng không? Nhưng mà các bạn đừng lo, bởi vì nó xứng đáng với điều đó. Bởi Superhuman nó khá là dễ để combo ha. Thì mình sẽ làm ví dụ cho các bạn coi. Bây giờ mình sẽ combo chết con quái này luôn. Tại lâu quá mình chưa xài. Nhưng mà không sao các bạn, tin mình đi, nó rất là xịn. Hồi nãy mình đùa thôi, bây giờ mình sẽ làm lại cho các bạn xem nha. Đó, dắt vô. Rồi, bấm chữ C dăng ra. Ít. Ô, rồi xong rồi. Bùm. Đó, các bạn thấy không? Quá đỉnh. Và cái điểm đặc biệt ở đây đó chính là cái Superhuman này nó quýnh không có bị văng ra. Ý mình ở đây đó chính là quýnh nó không có bị di chuyển á. Kiểu như là cái cây vũ khí này nè, các bạn đang quýnh cái nó nhảy lên phía trước này không? Nên là nó khá là phù hợp cho cái việc mà sử dụng cái trái Human để đi farm ha. Hello, thì đối với cái điều tiếp theo mà các bạn có thể làm trong Bloodfoot, đó chính là các bạn hãy đi lấy cái Gold Mask ha. Đây chính là một trong những cái món phụ kiện xịn nhất ở C2 để đi farm. Bởi vì nó có thể hút máu khá là nhiều, nên là khi sử dụng cái Gold Mask này để đi farm á là các bạn không cần phải nâng cái điểm defense quá nhiều. Đây là nâng cái điểm máu á. Và cái món đồ này cũng cực rẻ nữa, chỉ có 50 Ectoplasm thôi. Thì để lấy được Ectoplasm thì các bạn cứ quýnh mấy con quái ngoài cái thiền á thì nó sẽ có cái tỷ lệ gây ra. Nói tỷ lệ thôi chứ gây ra hoài luôn á. Vô, và đến với cái thứ năm cũng chính là cái quan trọng nhất mà mình nghĩ là các bạn nên làm ở C2 luôn, để sau này khỏi mất công phải quay lại nữa. Đó chính là up tập lên V2 và V3 ha. Yeah, và mình nghĩ là ai cũng sẽ làm điều này thôi. Bây giờ up tập lên nhìn ngầu vãi, trừ tập Human nha. Ok, thì để up tập lên V2 á thì các bạn lại nói chuyện với NPC dưới gốc cây này ha. Mình không biết là lý do tại sao mà mấy NPC này lại trốn trong bụi nữa. Thề luôn á, toàn đứng trong hang trong hốc gì đâu không à. Đây là một ví dụ điển hình ở chỗ up tập V3 ở dưới cái vách núi chỗ này nè. Các bạn đi vô, nó vẫn là ở trong hang trong hốc. What? Tại sao lại trốn mình chứ? Thì đó chính là hai cái chỗ up tộc của V2 và V3 ha. Video này đã hết rồi, nếu như các bạn thích video này nhớ lại cho mình like, đăng ký kênh bằng chuông thông báo nha. Bye bye các bạn.